Xin chào hết tất cả các anh chị cùng các bạn nha. Mình là Thăng Lê Atlanta đây. Hôm nay vừa mới đi làm xong ra chiều chủ nhật. Ở bên ngoài hôm nay trời rất là đẹp luôn, nắng nóng. Thì mình sẽ ghé ngang khu chợ Việt Nam, khu người Việt ở gần nhà mình. Sẽ đi một vòng chơi, coi có gì mua ăn chơi chiều chủ nhật ở chợ Việt Nam hay không nha. Rồi mời các anh chị cùng các bạn cùng đi dạo một vòng khu chợ Việt Nam với mình chiều nay nha. Từ tiệm mình làm tới chợ Việt Nam này khoảng 20 phút. Còn từ nhà mình mà ra đến đây khoảng chừng 5 đến 7 phút thôi. Thì bây giờ mình từ ở tiệm mình thì mình chạy về mình ghé ngang đây luôn. Đồ ăn đồ uống thì mình cũng đã mua sẵn hết rồi. Nhưng mà do hôm nay giống như là ngày chủ nhật mình làm ra sớm. Thì mình cũng giống như ghé ngang đi một vòng chơi. Có gì mua ăn chơi thôi. Chứ mình cũng không có mua nhiều ngày hôm nay. Tại sao một tuần làm việc mà giống như ngày chủ nhật thì mình hưởng thụ chút xíu đi. Cũng cả tuần hai tuần thì mình cũng mới ghé đây vòng vòng đi mua gì ăn chơi thôi, chứ cũng ngày thường mình cũng đi làm mà về nhà thôi, cũng ít cái ghé lắm. Ở gần khu Việt Nam thì cũng có những cái vui. Thì ra đây thì giống như là những thứ mình cần thiết của Việt Nam mình thì có đầy đủ hết, từ nhà hàng ăn uống rồi chợ búa, nên cũng tiện lắm. Các anh chị các bạn ở xa đó thì người ta mới ít có đi tới khu này. Đôi khi cả 10 ngày đến 2 tuần thì người ta mới đi một lần. Còn mình thì ở đây sát bên. Thời tiết hôm nay ở tại thành phố mình coi như là nóng luôn nha. Hiện tại bây giờ đang ở bên ngoài đang là 90 độ F. Thì nếu mà độ C nó là 32 độ C. Bây giờ nguyên từ bây giờ trở đi coi như là nóng luôn rồi đó. Hết cái còn mát rồi. Thì tới bang mình đó là những tháng 3, tháng 4 vừa qua nó cũng đã ấm rồi, khoảng 70-75 độ. Nhưng mà hôm nay bắt đầu đi là cao nhất. Giờ này cũng đã hơn 6 giờ chiều rồi đây. Nếu mà người ta vẫn còn đi là cũng đông nha. Thì người Việt Nam mình ở xa xa đó thì người ta đi buổi sáng, buổi trưa nhiều. Còn như những lúc này giống như những người ở gần bên đây thôi, giống như mình thôi, thì mình mới ghé thôi. Tại vì do chiều chủ nhật á, thì giờ này có thể người ta ở nhà ăn uống nghỉ ngơi, tại ngày mai thứ hai phải trở lại với là công việc hết rồi, nên cũng còn người đi mà hơi ít. Nhà kiếm chỗ đậu xe ăn cái em. Giờ đi dài dài kiếm mua hộp gà lộn với hộp vịt lộn đi. Ở đây hộp gà với hộp lộn cũng ngon lắm. Chợ này đồ quá chừng luôn. Nè vịt lộn này. Ôi, lựa 2-3 trứng nha. Ở đây là khu vực bán bia rượu nè. Thì mình thấy có cái loại bia này mà họ nói là của Việt Nam mình nha. Đó, đây là sản phẩm của Việt Nam nè. Rồi cái địa chỉ là ở Đức Hòa, Long An. Nó thì bán cái này là 3 đồng 29 một lon. Để mình lấy thử một lon uống nha. Cái nó ra thì sao? Nó thì có hộp gà lộn, hộp lộn ngon lắm. Nhưng mà hộp gà lộn đây hết rồi. Tại do mình đi buổi chiều nên lấy 4 trứng hộp thịt lộn thôi. Và đi qua bên khu vực bán đồ hải sản đi, cái có gì nữa không nha. Gà trống tam vàng 19 đồng 99 thì 16 đồng nha. Ở đây gà nhiều lắm, nhưng mà gà đông đá không à. Cái này bán vịt nữa nè, 3 đồng 49 một thau. Chợ chiều chủ nhật mà cũng vẫn còn đồ nhiều lắm. Cũng còn số người đi chợ cũng tương đối đông. Hôm nay gà nhiều quá nhiều luôn. Các loại cá nha. Đây phần lớn là cá biển nhiều. Bên đây cũng vậy đó nè. Ở đây cũng có số cá trong hồ mà có ít thôi, không có nhiều. Các loại cá luôn, cá đuối nữa mà.
đây nghêu sọt hến, này con hào đồng 99 một con quá. Còn này ốc kìa, bự quá, bự rồi, ốc nhúng. Còn mấy loại này thôi, hôm nay đi chạy chiều không còn nhiều nữa. Đây là mấy con raw fish nè, còn sống nè, nhưng mà cái này mua về luộc được lắm, cái này muốn ăn này mua người ta làm sẵn thì nó khỏe hơn. Còn tươi luôn em, đây mấy cái đầu cá lớn quá lớn, đồng 99 một thau nha. Đầu cá lớn lớn rồi. Rồi bên đây còn gì? Ở này là mấy con lươn, đây cũng có lươn nữa nè, lươn cũng như luôn, 11 đồng 99 một thau nha, coi như 12 đồng. Cái ốc này thông thường mình làm món văn là ngon chị, hấp xả hả? Dạ, cho cái bọc lấy em đem lấy 5 con đi. Dạ dạ, giờ này không có đồ biển gì hết, ra mua đỡ mấy ốc thì ăn đi. Này được này. Chắc lấy vài con ok. Thì mình thấy có cái loại gạo này mà mấy nay mình đọc báo mình thấy nè, nó kêu là gạo ST25, nghĩa là gạo thơm của Sóc Trăng nha. Cái giá nó sẽ là 32 đồng 39 là cho một bao vậy nè. Nó thì mấy hôm mình đọc báo đó, thì hôm nay mình cũng đã thấy có ở chợ Việt Nam này luôn rồi nha. Đó, gạo Việt Nam 100% tự nhiên, không tiểu đường, không béo phì luôn nha. Các anh chị các bạn nào mà nếu mà thích ăn gạo này thì ghé chợ Việt Nam mình thấy có rồi đó nha. Thì mình bữa nay vô chợ chỉ mua được có mấy trứng hột vịt lộn với mấy ngốc thôi nha, tại mình đi chợ chiều rồi. Thì bây giờ cái đồ hải sản hay đồ để ăn chơi nó cũng hết rồi, không còn nhiều nữa. Để đi dài dài qua khu bên đây coi có gì nữa không nha. Sẵn quay cho các anh chị các bạn mình cùng xem luôn ơi, dài dài đây coi có bán những món gì ăn chơi nữa hay không nha. Giờ này mà thấy buổi chiều mà cũng vẫn còn người, nhiều người đi nè. Nhưng mà người Việt Nam mình đây thấy giờ ai cũng đeo khẩu trang hết trơn nha. Đi gần được chích thuốc cũng nhiều đó, nhưng mà người ta cũng đều đeo là khẩu trang hết luôn nha. Chứ mấy người Mỹ hôm nay mình thấy người ta bỏ là cái khẩu trang nhiều lắm này. Còn Việt Nam mình thấy đi vòng vòng ngoài đường mà cũng vẫn đeo khẩu trang nữa. Cái này là Việt Tu Phu, bán mấy đồ ăn vặt. Nếu đi qua đây có còn gì nữa không? Đây có tiệm chè, tiệm bánh mì nhưng mà họ chưa có làm xong. Chắc ít ngày nữa chắc cũng có đó. Phía bên kia thì tiệm tóc, tiệm cà phê, tiệm phở đây. Kế bên đây có tiệm bán nước giải khát, trái cây cũng ngon lắm, là đi ghé đây mua một ly uống đi. Đi vòng vòng nãy giờ cũng hơi khát nước rồi. Chiều chủ nhật mà vẫn còn đông người ta quá chừng. Các anh chị các bạn thấy không, ở giờ khu Việt Nam thấy không, là vui không? Ở đây giờ khu này lớn nhất nha, có đầy đủ hết trơn luôn nha, không thiếu gì hết á. Đây tiệm nước trái cây ở đây nha, có tên là Mr. Wish. Nó vô mua ly uống thử đi, đi vòng cũng hơi khát nước này. Hello, hello. Cho anh ly nước trái cây đi. Trái cây gì? Cái gì kêu là đi trà chanh gì đó. Chà,
đó, bên trong tiệm Mr. Wix nha, đủ các loại nước uống luôn. Tiệm đẹp không, mấy cái bàn đẹp. Ok, đầy đủ hết các loại nước rồi, lấy xem một ly đi ra về. Thì do là chợ chiều chủ nhật thì phần lớn người ta đi buổi sáng buổi trưa, người ta mua có đã nhiều đồ lắm rồi, nên thực sự bây giờ mình ghé đó nó để mấy cái đồ ăn chơi nó cũng không còn nhiều nữa đó, thì mình đi một vòng vô chợ rồi về mua chút ít, ghé ngang mua ly nước sẵn điên vòng cho các anh chị các bạn nếu như mà mình chưa có biết khu Việt Nam ở tại thành phố Atlanta này á, coi chơi cho biết nha. Nó cái khu mình nó bị lớn vậy đó. Thì ở những video trước đây mình cũng đã có quay sơ sơ rồi đó. Các anh chị các bạn nếu mà chưa có xem thì hãy vào xem. Hôm nay mình chỉ quay chút xíu thôi. Rồi về xử mấy cái trứng hột vịt lộn với mấy con ốc mua nãy cho ăn thử coi nó ra làm sao nha. Thì mình thấy mấy người đi trễ thì người ta cũng tranh thủ rồi, nói chung là cũng đi về. Chiều chủ nhật mà. Tập trung ăn uống, nghỉ ngơi. Cũng còn người đi mà mình thấy cũng ít thôi, không đông nữa. Như mấy nhà hàng ăn uống thì nó thấy cũng vẫn còn người ta vô. Rồi ok, giờ mình chạy thẳng một tăng về nhà. Luộc mấy trứng hột vịt lộn hồi nãy ăn luôn. Đó, đây là 4 trứng hột vịt lộn. Ở chợ Hồng Kông này có hột gà lộn cũng ngon lắm. Mà ở nay hết rồi. Nó mình mua được 4 trứng này nè. Đó, thì bây giờ mình bắt đầu mình luộc. Với mấy con ốc nãy thêm mấy con ốc nữa mà mình hấp xả đi, nó mau hơn. Đó, chút xíu nhậu. Ở đây họ bán nước trái cây này cũng ngon lắm, một ly với lớn thì là hơn 4 đô, nó gần 5 đô á. Nếu mà những lúc mà trời mùa hè nóng nực rồi uống ly này mát lắm. Rồi mình đã sẵn sàng xong, nó thì mình luộc xong mấy con ốc với mấy trứng hộp vịt lộn nè, để giờ mình thử nha. Các anh chị và các bạn nếu xem những video của mình á, thấy có hình biểu tượng bằng ngón tay vậy nè, thì hãy bấm vào cho mình xin là một like nha, để ủng hộ tinh thần. Và cũng như chưa đăng ký kênh hãy ủng hộ, bấm subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình luôn nha. Nếu những video của mình có gì thiếu sót hãy cho mình một bình luận để mình biết và mình làm những video kế tiếp của mình cho nó được hoàn hảo hơn nha. Nó thì hiện nay cái bia này mình mua nó nói là bia giống như là của làm ở bên Việt Nam á, để đâu để thử coi. Uống cũng ngon lắm, nhưng cũng được. Nó hơi nhẹ hơn so với cái bia Heineken, nhưng mà uống cũng được, cũng ngon lắm. Cũng thơm thơm. Thấy chứ cũng lâu rồi mà chưa thử. Bữa nay thử nè. Giờ đâu mình thử ăn con ốc này coi ra làm sao nha. Wow, không là dai dữ à. Nguyên con luôn. Này giống như là cái luộc cá bò á. Chấm vô miếng muối và ớt thử coi. Cũng được lắm á. Dai dai. Cái này mình hấp với xả. Ốc ăn cũng được. Đây để mình giới thiệu với học cây lộn ở đây nha. Thôi nóng quá. Rồi cái thời lộn này cũng ngon. Nóng chút xíu.
Cái con nó nhỏ nó cũng vừa ăn lắm mà nó không có quá bự nha. Nó thì ở đây mình thấy mình cũng thường hay ăn hột vịt lộn ở chợ này nè. Vừa ăn. Ngon. Con vừa ăn. Mình không có mua nhiều, mua ít thôi. Tại vì anh gái mình nó không ăn. Rồi bà xã mình đi làm này cũng chưa về nữa, nên vợ nhà có mình thôi. Chứ cái này mà mua nhiều quá để qua ngày sau ăn không ngon. Nó từ ngày cuối tuần ở đây nó là vậy đó. Thì mình cũng ít có đi chơi ở bên ngoài lắm. Rồi mình cũng đi làm rồi về, rồi giờ ngồi ăn uống vậy thôi. Chứ nếu mà đi nhậu nhiều quá qua ngày sau làm mệt lắm, làm không nổi. Nên chỉ chơi chút xíu thôi, mai phải là đi làm lại rồi. Nên ở xứ này mà ở Mỹ này mà mình ít cái giao du á, thì cái ngày chủ nhật giống như ngày cuối tuần ngày nghỉ nó buồn, chỉ chơi mình với uống mình vậy thôi. Ốc này ăn một con cũng là muốn no luôn rồi nè. Ăn thêm con nữa đi, con này bự hơn nè. Wow, con này bự dữ nha. Nhưng mà ăn ăn chứ mình thấy nó không có ngon bằng như ốc bu của bên Việt Nam của mình nha. Ốc bu Việt Nam mình thì mình thấy là nó ngon hơn. Còn con này giống như mình ăn thử ăn là cho biết thôi. Chứ nó chỉ ăn được phần đầu thôi nha, chứ cái đuôi nó ăn không ngon. Con lớn thì hơi dai một chút. Ở chợ họ có bán ghẹ nhiều lắm, nhưng mà mùa này mình kiếm chưa thấy có ghẹ. Vô một trứng với con ốc thấy là muốn no rồi, thêm ly bia nữa. Ở video ngày hôm nay thì mình chỉ chia sẻ đến các anh chị cũng như các bạn mình xem chút xíu về cái cuộc sống của người Việt Nam mình ở tại Mỹ này, và cũng như khu chợ Việt Nam ở tại thành phố mình ở, để gửi đến tất cả các anh chị các bạn cùng xem ha. Thì mình cũng xin dừng video ở đây nha. Xin hẹn gặp hết tất cả các anh chị và các bạn ở những video kế tiếp của mình nữa. Thì mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ về cuộc sống của người Việt mình ở tại Mỹ này. Ơi, xin dừng, xin hẹn gặp lại hết tất cả các anh chị và các bạn nha.